Hello, chào tất cả quý vị và các bạn. Chào tất cả anh em đã đến với channel của Nguyễn Kiên Music. Ngày hôm qua thì tớ có làm một cái video về E46 E373. Với những cái dòng mà đèn nó ít tiền như thế này á, chúng ta không có cái multipass á. Tức là chúng ta không có cái Synapse nó nằm ở bên này. Ở đây chúng ta hay gọi là hiệu ứng á, đại khái vậy ha. Gọi là effect. Thì ở cái đàn nó nhỏ nhỏ thế này á, trẻ con nó chơi hoặc là khi chúng ta cần tạo ra những cái hiệu ứng cho cái bài hát gì đó, thứ nhất là điểm nhấn ấn tượng này, thứ hai nữa là tạo cho chúng ta một cái sắc thái khác khi mà chúng ta phối bài, phối nhạc các bạn. Phối nhạc nó rất khó, không phải là ai cũng có thể phối được, nhưng mà phối theo cái hướng gọi là trẻ con á thì chúng ta cần những cái Synapse hoặc là những cái bài cần mưa rơi sấm chớp, những cái bài cần về chiến tranh, sự ác liệt của hủy diệt loài người chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì chúng ta phải đưa những cái shotgun rồi machine gun hay là bom nguyên tử vào gì đó đấy ha. Nó sẽ có những cái chữ ở trên này, nhưng mà nếu mà kiếm như thế thì nó rất là lâu, đúng không? Ok, tôi không có mất thời gian cho mọi người nữa thì tôi chạy luôn. Cái này là trên series là E373. Đấy, hôm qua tôi có làm thì có một anh mua đàn, anh nhớ kêu là hướng dẫn cho cháu kiếm. Thì thao tác nó rất là dễ, mọi người bật đàn lên. Đó. Thì mọi người bật đàn lên nhá. Nó sẽ là như thế này. Nó không có đúng không ạ? Đấy, rồi mọi người sẽ nhấn là ở đây nó sẽ là hai hai hoặc là ba, để mình lấy cho nha. Đây 261 rồi, ok lại nha. Mọi người nhấn này, nhấn vào voice đó, nhấn vào voice này 261. Đấy là chúng ta sẽ có là Synapse 1, tức là nó có hai cái luôn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từ dưới này lên nha. Này, đây là nó là nhạc cụ này đó. Đó. Và bắt đầu từ đây. Đây mọi người. Nó bắt đầu từ son thăng này. Nó là mưa ạ. Đây là từ son thăng này là mưa nhá. Mình sẽ hướng dẫn luôn. Oh no, đúng rồi. Đây là sấm chớp này. Đó, người hát nó nghe. Đó. Ừ, đây là gió này, là si giáng này. À, si bình là cái gì? Là nước suối chảy à? Stream. Đây là Tôn Ngộ Không mà húp vào dưới nước, húp chảo dầu. Cái này là giống như thổi nước ấy. Nghe mắc cười đó, là ấy, là ở đô thăng nha mọi người. Rồi tiếng chó là bắt đầu từ đô bình của quán 1 2 3 4 5, tức là đô năm các bạn. Nó ghi đây ngay chữ rốt này ha. À, cái đô re bình đây có chữ D, đây nó là con chim. Rồi à, cái chữ G, chữ son này nó là lion, à sư tử đó. À, rồi 262 chúng ta nhấn tiếp vào đây đó, nó thành 262 chúng ta kiếm. À đây đầu tiên á là gọi điện thoại này, thứ hai là đóng cửa này, thứ ba là đóng cửa, cái này là cái gì, đánh nhau à, võ. Cái mi này là cái gì, chim, tàu vũ trụ à. Đây tàu vũ trụ, đây là giống như kiểu chém laser nhưng không phải, đây là tàu vũ trụ này. À, phone, cái này là phone, à, là pha thăng ha. À, mọi người cứ kiếm. À, đề máy engineer kha, tức là đề máy là mi 2 nhá. Đây là thắng xe, đây là xe phát kha, tức là xe chạy nhanh ấy. Đây là bị độn xe, đây là macaron ấy đó, cái này là trên tàu, cái này là airplane máy bay ha. Nó ghi cái chữ đó luôn. Đây là tàu, hình như đây mấy tàu vũ trụ này. Đây nữa này, đây cũng là tàu nữa. Cái này nó kêu luôn nhá, 2 tiếng một lúc nha. Cái này cũng là vậy đó. Đó. Cười này, cái này là đánh lợn này, cái này là tim đập này, đó là si bình, đây là đi bộ nha mọi người.
Đấy, mình sẽ giải nghĩa luôn. Đây là đâu rồi? Đây. Đây. Nó ở đâu? Nó đâu ta? Đây. Đây là súng này. Đây là laser. Đây. Đây là laser, súng là laser. Là shotgun này. Đây là bom này. Đó. Expansion à? Explosion hay expansion? Explosion à? Explosion. Rồi, ok. Nó là như vậy á. À, nói chung là nó rất là đơn giản. Mọi người kiếm thì thường á thì chỉ cần một vài ba tiếng gì đấy. À, cái này nữa, có cái loại này nữa, đó là cái loại 263. Nó mắc cười lắm. Đây. Nó sẽ có cái phần này chạy này. Đấy, là đi dây này. Nó nhiều lắm mọi người. Con ếch kêu là si bình, si giãn này. Ví dụ như bài này chúng ta có là kỳ chú ếch con thì chúng ta sẽ phối bài này. Là cái này là 263 thì si giãn 2 nhé. Đây là si 1, si 2. Đây là chó này. Mèo này, mèo là đô thăng này. Đây là cu gãi này. Đây là ngựa này. Ngựa hí này. Cái này là gì ta? Mượn ký là bò kêu đúng không? Đây sư tử này. Yo này. Yo. Get up. Nhớ ra nè. Đó. Và sau này là phần hiệu ứng về trống. Đó. Ví dụ chúng ta đánh nè. Đó, mắc cười lắm. Đấy, đó là những cái hiệu ứng ở trong cái tiếng đàn mà chúng ta có. Chúc các bạn thành công. Chúng ta sẽ chọn là từ 261, 262, 263. Đó, và chúng ta sẽ chọn nhanh. Ví dụ như những trẻ con chơi thì đó như thế này. Chúng ta có sẵn rồi, chúng ta chỉ cần tự đánh thôi. Đó, ví dụ như con gà gáy le te này. Đó, bây giờ mình thử con ếch con hoặc con gà gáy nha. Bây giờ mình thử con ếch con trước nè. Rồi, bắt đầu chúng ta vô. Rồi, chúng ta phải vô nhạc. Go! Đó, rồi chúng ta sẽ vô intro luôn nhé mọi người. À, lại nhá. Đây, chúng ta sẽ lấy cái này. Rồi, chúng ta chạy. Hoặc là gà gãi. Đó. Chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài thơ ngồi bên hồ sân bờ liền cây. Đó. Còn ví dụ như chúng ta cần cái bài con gà gáy thì chúng ta sẽ nhấn là đấy. Chúng ta sẽ chọn là con gà ha. Đó. Con gà gáy lè té ra sang rồi ai ơi. Gà gáy sang lè té rồi ai ơi. Nắng lên rồi dậy đi thôi ai. Đấy. Và chúng ta nhớ là chúng ta có lạm dụng nó nhiều quá nha mọi người. Đó, còn nếu mọi người muốn reset về ấy thì cứ nhấn là piano đó về. À, mọi người vào kênh mình lần đầu tiên thì subscribe và những cái yêu cầu để dưới này mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn và hữu ích hơn cho một cộng đồng học organ và những cái chia sẻ thành thật có đến đâu mình nói tới đấy. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn video khác. Hãy để bình luận lại phía dưới và nhấn nút subscribe hoặc thụp nút chuông để sau này chúng ta có thể càn bài nghe được lên. Ok, bye bye các bạn nha.